Có một hôm chồng đi qua đêm, thế mà về coi như là cãi nhau với chồng. Thế là thôi thì sang ra xin phép bố mẹ là cho con đi để chúng con suy nghĩ thêm. In sẵn một cái bản photo coi như là ly dị chồng. Đấy, ra bảo chồng ký. Thế mấy ngày sau này con bé con lại đem xuống cho bà một tập, đếm phải được 10 cái photo, bản photo ly hôn đấy. Tôi bảo ông chồng mà thế này thì con dâu mình có một người chồng mà nên in những 10 bản photo để ghi chữ chồng như này đấy, để phòng lúc nào cãi nhau thì đem ra ký. Thế là thôi lại nhớ chồng gì lại kéo về, lại xin kéo về. Mà em ký mấy tờ photo rồi? Ký hết rồi ạ. Con dâu nhá thì sống thời hiện đại, con mẹ chồng thì sống kiểu cổ hơi cổ một tí. Cách nuôi dạy con cháu ấy, tôi thì tôi cứ bảo là thôi thì con cái bây giờ nó phải chăm cho nó, ăn nó uống nó lười thì bây giờ mình phải chăm, đun nấu rồi ngày mấy bữa cháo cho nó ăn, thế rồi nó không ăn thì mở nhạc rồi đi chơi hàng xóm cho nó ăn. Thế nhưng mà con dâu thì lại cứ bảo là mẹ bây giờ không thế được, bây giờ mình phải theo nước Nhật nước Tây nước nọ nước kia, bao giờ nó đói thì ăn, tự nó lên tìm ăn đấy. Em thích con bé con dáng nó đẹp, bây giờ đi đâu ai khen dáng đẹp luôn ý, mà bây giờ cứ bắt ăn như thế tức là nó chán ăn ấy. Trẻ con thì nó có mụ dạy, nếu như mà đói nó sẽ tự đòi ăn, thế đâm ra là cháu đói thì em cho cháu ăn thôi chứ em không ép cháu. Bây giờ dáng cháu hơi bị đẹp luôn. Nhưng mà còn nhỏ quá có ảnh hưởng không chị? Không ảnh hưởng một tí nào, cháu khỏe mà. Thế mà còn điểm nữa là ăn uống thế đấy. Con dâu thì lúc nào thì mẹ ơi này lại bún đi, lúc nào bún đi thì mẹ sẽ ăn rồi đau bụng một chết à. Thế con dâu bảo ngày nào có ăn bún được, mà quả tình như thế thật, 30 ngày ăn bún cả 30 ngày được. Bún hoài vậy đó hả? Vâng. Tao nói ăn bún là yếu như cọng bún đấy. Nhưng mà em không yếu tí nào đâu. Ngoài cái bún ra còn hợp gì nữa không? Không hợp chỉ có mỗi ăn bún thôi. Còn mẹ em nấu rất là ngon. Ví dụ như món cá kho, nhưng mà bún mẹ em nấu cực kỳ ngon luôn. Ngoài quán thì không ai nấu ngon bằng. Lúc nào đòi mẹ nấu bún, xong rồi mẹ mở cửa hàng bún đi, con mỗi hôm ủng hộ mẹ một bát, ôi trời ơi, giờ mở cả cửa hàng bún mỗi hôm ủng hộ mẹ một bát thì con đâu mẹ bán cho ai. Chị với mẹ còn những điểm nào mà không hợp nhau nữa không? Có ạ. Về cái vấn đề trong cuộc sống ấy thì luôn là muốn là cái gì cũng muốn là mới mẻ, với lại là phải đầu tư thì mới có chiến thắng ấy. Nhưng mẹ em thì lại không, mẹ em thì cứ bảo là bây giờ trong kinh doanh hay buôn bán thì bà muốn là cái gì cũng phải chắc thì mới làm. Em thì có tính máu liều lắm. Không được, cái gì chắc mới làm. Em thời buổi này mà liều quá không có được đâu. Ta nói liều ăn nhiều nhưng mà thua thì nó nhiều vô cùng tận luôn. Mình thì nỗi thời rồi cũng cứ muốn là cho chắc chắn không được 100%, cũng phải 70-80%. Chính xác. Thì ta mới làm. Giờ em nó thì cứ bảo thôi cứ làm nhiều mẹ. Yeah. Bảo không thế được. Làm nhiều mà vỡ lợ thì rồi thì mẹ chết. Đấy. Thì ta điều đó. Ha, thường ta quan niệm là phải đẻ con trai, thích con trai đầu lòng đúng không? Con dâu cô thích. Thích đẻ con trai luôn. Thích đầu lòng. Xong về là bảo mẹ ăn uống đấy là mẹ phải lưu ý cho con là cái đậu phụ này, mấy các thứ là mẹ đừng có mua, mua về rồi là con bị đẻ con gái. Bản thân cô ngày xưa là tinh ăn đậu phụ nhiều mà, nhưng mà vẫn đẻ con trai, cũng bảo em nó như thế nhưng mà không nghe. Vậy chắc chúng thế cuối cùng kiêng rồi vẫn cứ đẻ con gái đấy. Đấy, con gái đâu đâu, kiêng không ăn đâu, không ăn đâu. Chồng ăn còn để ý chồng, chồng ăn phải ăn bụng. Bây giờ chồng vợ ngoảnh đi cái là thôi thì cho mình đậu tỏ mồm thế là nuốt bộ nuốt rắn, giấu vợ. Đấy, nếu mà vợ mà nhìn thấy lại bắt đầu lại quát chồng. À, quát luôn. Cống mình không ăn. Đấy. Tại vì vợ thích đẻ con trai. Đấy. Đó giờ con dâu có làm gì cô buồn không? Cũng có đôi khi làm cô buồn ấy. Có một hôm chồng đi qua đêm, thế mà về coi như là cãi nhau với chồng. Thế là thôi thì sang ra xin phép bố mẹ là cho con đi để chúng con suy nghĩ thêm. In sẵn một cái bản photo coi như là ly dị chồng. Đấy, ra bảo chồng ký. Thế mấy ngày sau này con bé con lại đem xuống cho bà một tập, đếm phải được 10 cái photo, bản photo ly hôn đấy. Tôi bảo ông chồng mà thế này thì con dâu mình có một người chồng mà nên in những 10 bản photo để ghi chữ chồng như này đấy. Sao in tới 10 bản vậy em? Để phòng lúc nào cãi nhau thì đem ra ký. Làm thẳng gì 10 bản luôn đó hả? Thật luôn, đi được độ chưa đến tuần. Thế là thôi lại nhớ chồng gì lại kéo về, lại xin kéo về. Hồi đó giờ có ký tờ nào chưa? Chồng chưa ký. Mà em ký mấy tờ photo rồi? Ký hết rồi ạ. Ôi cái đó xui. Làm cho cô phiền lòng nè. Ờ. Đấy, nên bảo là thế là không được. Bây giờ mình làm thế là tôi lại tổn thương chồng. Đó. Đúng không? Phải quá đáng lắm thì mới đi đến cái chuyện như thế. Cô, nhưng mà con thấy đi qua đêm là cũng nguy hiểm á cô. Gì đâu nguy hiểm. Trời đất ơi. Tôi đi qua đêm. Chú hay đi đó mà. Tôi đi hoài. Về mét bạch hảo. Tôi đi quay phim có khi là qua đêm cả tuần.
Không rồi. Phải, chú là khác, còn người ta công việc của người ta khác thì sao? Người ta công việc đi qua đêm sao? Hả? Quan trọng qua đêm, trong đêm đó người ta làm cái gì? Đúng rồi. Thấy không? Qua em phải tìm hiểu qua chồng qua đêm, chồng em làm cái gì? Biết đâu chuyện làm ăn hay phải là tìm chuyện hiểu. Phải đi xa, phải tìm hiểu. Nhưng mà ta lo, cái đầu tiên thấy là chồng không về là thấy lo. Thì lo là lo, chứ lo tới mức gì mà là photo 10 tấm ly dị là sao? Chúng mình phải dọa thôi, chứ chưa nghĩ. Dọa vậy xui, mẹ chồng buồn là đúng đó. Nên bỏ cái ý định đó đi. Cả buồn rồi, có nói thẳng với con dâu không? Có, mà mẹ con làm thế là mẹ rất buồn ấy. Đấy, cũng có nói con như thế. Con dâu nó nói sao? Đưa thêm 10 tờ nữa. Con chỉ có ý định là dọa chồng con thôi, bảo dọa thế cũng được. Đúng rồi. Không được dọa thế. À. Thầy con dâu có khi nào giận mẹ chồng không? Dạ có ạ. Không giận mới là lạ. Sao vậy? Thì em giận mẹ em nhất là lúc em mới sinh cháu ấy. Thì nói thật là bé nhà em đẻ xong nó nhiễu cực kỳ. Lúc em chửa con bé con đấy nó cũng nhiễu lắm. Nói chung là nó gây ngén, ngén ngẩm. Mình chung là ngén mệt mỏi, mình không muốn làm một cái việc gì luôn. Thế đến lúc đẻ ra thì lại quấy đêm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, mà bố cháu phải bế từ trên tầng 1, tầng 2 chạy rong cá một tháng như thế. Rất là mệt, chỉ muốn là ai bế con thì để nằm ngủ một tí thôi. Hai vợ chồng không ước giàu sang, chỉ ước là được ngủ một giấc, một mạch từ tối đến sáng. Cháu đêm cháu khóc ấy, thì mình thì hơi ể oải một tí. Thì mình nằm mình nghỉ thì chưa kịp dỗ cháu thì bà có vọng lên, bà nói là đẻ con mà không biết chăm con. Thế thì cũng hơi buồn. Thời gian sau thì khi mẹ con hòa hợp hơn thì em mới nói là không phải là do mình lười chăm con ấy. Tất nhiên là mình sinh con ra thì bao giờ mình chả thương xót con mình. Mình chẳng qua là lúc đấy mệt quá muốn nghỉ ngơi thì mẹ em thì cũng đã hiểu ấy. Tức là mẹ cũng đã đẻ sinh em bé rồi, mẹ cũng hiểu ấy. Thế là hết giận luôn. Con dâu làm gì điều gì cho cô vui nhất? Có một nghề đấy, hôm nay là nghề quốc tế phụ nữ. Thế thì hôm nay có một gói bưu phẩm từ nơi xa gửi về, không em nó gửi tận trên Thái Nguyên ấy. Mình không quen ai ở trên Thái Nguyên, không biết cứ bất ngờ gì đây, mở ra và một bộ áo vé của con dâu tặng, là những ngày phụ nữ con tặng mẹ. Cô là bất ngờ, là niềm vui của cô, là biết chia sẻ và quan tâm đến mẹ những ngày này. Ủa em, tại sao lên Thái Nguyên em gửi về mà không gửi gần người nhà trên đấy? Nếu như mà gửi ở đây thì chắc chắn kiểu gì cũng biết, nên là cứ phải tạo bất ngờ như thế. À, bất ngờ. Thì mới mẹ mới vui được. Mình có mong muốn một thay đổi gì trong cuộc sống giữa hai mẹ chồng nàng dâu cho nó hòa hợp hơn? Điều mong muốn của tôi là bây giờ làm sao cho con dâu là hiểu tính mẹ chồng hơn một tí. Chiều theo tính mẹ chồng hơn một tí. Mấy cái điểm em yếu đấy thì mình vừa cố gắng khắc phục để cho tốt lên, xứng đáng một người con dâu là hoàn hảo. Chiều mẹ chồng chút ha, để xem chồng em có nói điều này không nha. Cuộc sống thì có rất là nhiều điều trái ngược nhau, mình ở giữa thì cũng khó mà can thiệp. Đôi khi thì mẹ nói một chiều hướng thì vợ lại bất đồng quan điểm, thì thôi mình không muốn giải thích nhiều, thì khuyên hai mẹ con là tống làm sao để cho là chăn hòa. Vợ mình thì chăm con thì cũng nói là cũng được chăm mấy, toàn mình chăm và ông bà chăm. Con chúc mẹ luôn mạnh khỏe và trẻ khỏe như hiện nay. Còn vợ thì luôn luôn trẻ đẹp. Mong vợ sang năm mới này thì bớt dữ dằn với chồng đi một tí. Có nào em la chồng, mắng chồng không? Ui, la nhiều. La nhiều chồng. Mắng luôn đó hả? Cái chuyện chăm con này sao? Chồng em nói là em chăm không được tốt rồi. À, em thì đi buôn bán làm ăn đi. Ra ngoài đã áp lực công việc rồi. Đúng rồi. Về nhà thì bao giờ mình đi làm dâu cũng phải cơm nước này, quần áo ấy. Nhiều áp lực đúng không? Mà cơm áo gạo tiền nó cũng gánh nặng quá. Nói đến đây thì cô hiểu cho cháu nó nhiều chứ. Bỏ con thì thôi đấy, sáng ngày ra thì con đi về làm nó mệt, đi kinh doanh về rồi chân suốt ngày luôn chân luôn tay là mệt. Thì con cảm thấy lúc nào mà lúc dậy thì dậy. Cái chồng cứ dậy trước thì là có việc gì thì làm đỡ. Em cho nó, vì là đêm con cái nó cũng quấy hơn. Em có những cái áp lực gì em có thể chia sẻ mẹ chồng luôn đi. Mong là chồng em chăm con thay em luôn cũng được. Em số em may mắn cũng được đi lấy chồng mà bố mẹ chồng cũng hiểu. Mong là mẹ hiểu con hơn và giúp con những việc nhà. Cảm ơn hai mẹ con rất là nhiều.